phòng ban trong phần mềm ngoài ôn mặt thì bạn có lớp. Đầu tiên chúng ta sẽ mở phần mềm. Tiếp sau đó ở mục khai báo chúng ta có phần khai báo phòng ban. Đây là các phòng ban có sẵn tôi đã tạo trước trên máy. Đầu tiên các bạn muốn thêm mới, các bạn sẽ chọn là phòng ban mẹ. Phòng ban mẹ tức là phòng ban to nhất. Ở đây sẽ là công ty, tổng công ty. Ấn vào đây có mục sửa tên và thêm mới. Sửa tên các bạn kích mục sửa tên, sau đó các bạn thay đổi tên công ty. Sau đó các bạn nếu mà muốn tạo phòng ban con cho phòng ban lớn, các bạn kích vào phòng ban mẹ. Kích vào phòng ban mẹ bất kỳ. Thêm. Đó, chúng ta sẽ được phòng ban con, phòng ban mẹ vừa rồi. Tiếp theo để xóa các phòng ban bé đi, kích phòng ban cần xóa, sau đó kích phòng xóa. Đó, được nhỉ. Tiếp theo để thêm nhân viên ở phòng ban đã tạo, các bạn vào tab khai báo, sau đó vào phần thông tin nhân viên. Ở đây tôi có sẵn hai nhân viên trên máy, tôi sẽ tích vào ô vuông bên cạnh nhân viên cần cho vào phòng ban, sau đó click vào mục chuyển phòng ban. Tiếp theo các bạn chọn phòng ban cần thay đổi.